Cái đòn à? Lấy cái viên này cấy cho con lớn được không? Dạ, lấy cái viên này cấy con lớn cũng được, nhưng mà con lớn mổ 100 con, có nào ở xa đó con thôi. Cái viên này thì giá 200 nghìn. Chúng ta lấy cái con trai này, chúng ta tạo ra cái con trai này, giá nó có 2-3 ngàn. Có thể làm được bông tay, được nhặt được, mà cái gì được chưa được ạ? Dạ thật nó làm gì vậy? Cái thật có thể đem ngoài xào, cái làm đậu cho cha đi ngon. Đúng rồi.